Nước uống đẹp da Liquid Collagen One Per Dry Drink Mix 300ml x 30 ống. Liquid Collagen One Per Dry Drink Mix nhan sắc rạng giờ đánh bật tuổi tác. Collagen là một loại protein được tìm thấy nhiều ở các lớp hạ bì của da. Chúng đóng vai trò duy trì và phát triển cơ bắp, là một trong nhiều nhân tố kết nối các tế bào, giúp gia tăng sự đàn hồi cho da, mang lại sự trẻ trung. Liquid Collagen One Per Dry Drink Mix là sự kết hợp độc đáo giữa thành phần collagen và các vitamin biotin, thiamin, niacin, B6, B12 cùng chất xuất trái cây đặc biệt là trà xanh, giúp tái tạo và khôi phục làn da từ sâu bên trong, duy trì độ ẩm cho làn da luôn tươi sáng, căng mịn và trẻ trung. Thương hiệu Upline Nutrition là công ty chuyên sản xuất sản phẩm bổ sung giúp đốt mỡ, giảm cân, dinh dưỡng cho người tập luyện thể thao. Hãng là thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thể thao, thể hình hàng đầu tại Anh và thế giới, với hơn 10 năm kinh nghiệm. Hãng đã tung ra thị trường rất nhiều dòng sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu, điển hình là Iso XK, Critical Whey thành phần. Vitamin E, vitamin A, vitamin C, dưỡng chất Hocetide, Antioxidant Blend, chất chống oxy hóa Blend, Thiamin, B1, Niacin, B3, B6, B12, Folic Acid, B9, dưỡng chất silica, hydrolyzed collagen biotin. Không màu nhân tạo, không chất bảo quản, không có muối hoặc men, không có gluten, không lacto. Nước uống đẹp da Liquid Collagen One Per Dry Drink Mix mang đến điều kỳ diệu gì cho làn da? Ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn, tăng tính đàn hồi và săn chắc của làn da. Tăng cường độ ẩm và cải thiện sắc tố da, giảm thâm nám, hỗ trợ trị mụn như mụn trứng cá, mụn ẩn. Cung cấp dưỡng chất bảo vệ da chống lại các tia cực tím có hại, tăng sức đề kháng cho da. Bổ sung dinh dưỡng giúp chăm sóc tóc, móng dày và bóng hơn, hỗ trợ mắt tránh được vấn đề giảm thị lực do tuổi tác hay thoái hóa điểm. Đối với xương, Liquid Collagen hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề về xương khớp, kiểm soát cân nặng và làm săn chắc cơ thể. Đặc biệt tạo độ đàn hồi và bảo vệ cấu trúc da, hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu của tuổi tác, đồng thời hỗ trợ cải thiện các nếp nhăn, hỗ trợ bảo vệ tóc, móng. Hướng dẫn sử dụng: hòa 0.1 tuýp collagen với 500ml nước rồi lắc hoặc khuấy đều. Dùng với nước mát lạnh để có hương vị thơm ngon hơn. Uống ngay hoặc trong 30 phút sau khi pha chế. Uống 0.1 ống trên ngày trước ăn. Sao tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.